Bên này thì cảm vô nhiều hơn nha các bạn. Đó. Thứ hai thì lớn hơn một chút. Hôm nay mình chào cả nhà nhé. Hôm nay anh em Thông lại hành trình đi đến điểm mới để tìm ong các bạn. Thì men theo con đường bê tông nhỏ này để xuống suối. Thì phát hiện ở bên cái cành đường Bạt Tà Lý này có hai tổ ong ở gần nhau nhé. Tổ đầu tiên các bạn này. Đầu tiên thì được như này, nửa chì nhá. Là sạp. Hai tổ cành nhau luôn nha các bạn. Đây. Là cái tổ trên các bạn này. Đó. Lấy xong bây giờ đọc lại thì cách nhau cũng khoảng gần 1 mét nhá. Giờ thông thể tiến hành khai thác tổ thứ hai nha các bạn. Mũi về nhưng mà cũng đã có mật nhá. Đây. Các bạn đang theo dõi video của Thông đừng quên cho Thông xin một like và đăng ký nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây. Một bên này thì cảm vô nhiều hơn nha các bạn. Đó. Thứ hai thì lớn hơn một chút. Tổ này cũng chắc mới về được cỡ 20 ngày nha các bạn. Cỡ 17 đến 20 ngày. Đây à. Nặng lên các bạn nhé. Xong vẫn con nhé. Vẫn con này các bạn. Tổ tiên cũng vừa mới về luôn các bạn. Cùng tâm độ. Nhìn bánh tổ thì nó giống nhau. Chắc nó về chênh lệch nhau không mấy ngày nhé. Quá. Mật non sâu vào trong các bạn ạ. Mật non sâu vào phía trong nhé. Chạy quá trời rồi. Đây. Trên này cặp cái mật các bạn này. Trên này nó ăn lên nhé. Lên trên này. Ấy. Chịu chịu lên thôi các bạn. Phải xuống dưới đây để đến để mật nha các bạn. Vẫn con nha các bạn.
Xong rồi thì khủng nhá, bánh tô khủng nhá các bạn. Mật thì được khoảng 2-3 phân ở phía trên đấy nhá. Tổ này cứ được cũng mang tổ kia các bạn. Có nửa chi ấy. Hai tổ thì trên dưới một chi nhá. Hơi mơ nha các bạn. Không phải gộp lại như thế này mới đưa ra được. Đây bạn này khả một chút các bạn này. Không để tiếng đám cỏ này nhé. Phần không có mật thì mình nha, tốt nhất thì tư được lại các bạn ạ. Tư được lại thì tỷ lệ ở nó vẫn cao hơn nhé. Đây, khả năng nha các bạn. Đấy. Ừ. Ô này to hơn ô lúc này. Không được đây các bạn ạ. Sọc xuống nhé. Ăn sâu lên. Con ra một miệng này thông nuôi lại nhé. Nuôi lại nha các bạn. Hai tổ được hơn khoảng một chi các bạn ạ. Video này thông xin phép cũng được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.